Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Hội thảo điều chỉnh chứng đau thần kinh toàn. Ngày 6 tháng 3 năm 2016, tại 67 Bà Triệu, Hà Nội, bác sĩ, nhà cảm xạ học Dư Quang Châu đã tổ chức hội thảo chuyên đề về điều chỉnh chứng đau thần kinh tọa. Tại hội thảo, hơn 30 trường hợp mắc bệnh đau thần kinh tọa đã được tác động bằng phương pháp thập chỉ liên tâm, thập chỉ đạo, liệu pháp y bao mạch, mang lại kết quả tốt đẹp. Đấy, mục đích là gì? Để đưa máu lên đầu chúng ta, vê ở cái lỗ tai chúng ta. Mọi người vê cái vành tay trong. Rồi, vô trong nè. Trong tay này, 10 ngón tay ta để chúng quanh cái lỗ tai. Chúng ta cào. Mục đích là vào. Hả ra. Bây giờ, để cho cân bằng lại, mọi người ngồi tại chỗ nha, dậm gót chân tôi. Thân kính quả là thường là cái gì, là do hốc vị bể đề, và khi người chạy thì mình bị chèn cái thần kinh, nó xuống dưới chân làm cho tê chân, và khi nó bị tê chân thì mình mới nói là mình bị gì, là bị thần kinh tọa đấy. Và cái cách chữa của mình ở đây, ta sẽ bấm hai cái điểm quyệt ở ngón giữa 4-5, sau khi bấm xong rồi thì bấm ngũ bội tam tinh chân, thì hai chân nó rút bằng nhau liền. Và chị chưa có nói gì đó, là mọi người bước xuống đi là nó đã thấy cân bằng đã lại rồi. Sẽ ép chân ở bụng, rồi xoay chân ở lưng, thì người bệnh đã gần như khỏi 5-6% rồi. Nhưng mà điều trị gọi là điều trị bảo tồn và điều trị một cách chắc chắn thì bấm quyền không đủ. Thì mình sẽ mua một cái dây đai lưng. Khi mà đeo vô á, mình nâng lên một ngày mình làm hai lần, một lần 2 giờ đồng hồ. Và mình phải làm liên tục như vậy trong vòng 3 tháng, thì vừa nâng ngang cái cuộc sống lưng mình bằng cái đai, vừa bấm quyền. Thì như vậy á, là trong vòng 3 tháng mình khỏi mổ, khỏi có chữa gì hết, không có thuốc men gì hết, mà nó ổn đi lại bình thường. Tôi là người biết là tôi bị ung thư vú, và tôi đã phẫu thuật và tôi chuyển hóa chất và tôi cũng trị xạ. Tôi có cái tay nó bị tự nhiên thế nào, nên là hôm nay thì tôi đến như là ngày đầu tiên. Thế nhưng mà được thầy các bác bấm mềm cũng như là phải xoa thì tôi thấy là nó rất mềm. Còn ngày đầu kia tôi đã thấy nó mềm mềm bây giờ, thế là tôi thấy cái này là tác dụng. Tôi bị thoái hóa đốt sống thắt lưng 3-4, và thường tôi đi rất nặng, chân cứ đau, đi thì người cũng thẳng được, lưng cứ phải cong xuống vì chân quá đau, không thể đi thẳng người được. Hôm nay thì bấm một buổi thì tôi thấy là người nó nhẹ nhõm đi, cái chân nó cũng đỡ đau nhức, đầu gối của tôi nó cũng có thời gian đã mất mấy tháng không đi lại được. Bây giờ tôi thấy là qua một buổi thôi nhưng mà tôi thấy là nó cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều. Và sau khi sinh cháu lúc 3 thì cũng có bị đau chân trái, đi lại khó khăn hơn hai tuổi. Giờ đi bấm thì tôi thấy là nó cũng đỡ hơn và nhẹ nhàng hơn. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh,
số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliemtam.vn.